Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì trong một hai ngày qua thì có một số bạn có hỏi mình một số những cái nội dung cơ bản thôi. Đó, thì buổi chiều hôm nay mình có thời gian thì mình muốn chia sẻ với cả anh em. Đó. Thứ nhất đấy, có bạn hỏi là lệnh trà nhà một thân cây này thì làm như thế nào? Đó. Cây nó xuân xuân xìu với các bạn đó. Đây thì mình thử mở lên xem là đây các bạn nhá. Đó, đây trà nhắm thân cây thì nó như thế nào. Cái thứ hai ấy là cái cắt ghép từ mẫu này sang mẫu khác đó, thì hai bị lỗi là những cái gì thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Ba là ship D đó, ship D chỉ vẫn cùng là độ sâu, ví dụ là mẫu cái đôi cái chỉ này cùng sâu 6 ly, nhưng mà tại sao người ta làm chỉ lại tròn được mà mình cũng sâu 6 ly, mà mình làm chỉ nhìn lại thoát, nó không được tròn như người ta đó. Thứ tư là lỗi khi các bạn tô màu ấy. Đó. Toàn cái này là toàn những cái lệnh cắt ghép thôi, toàn những khi mình cắt ghép mình gặp phải thôi đó. Thứ tư, thứ năm là cái lệnh là cái chỗ mà khi giới hạn cái độ cao của mẫu ấy. Đó là một số bạn hay mắc phải, thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái một. Thứ nhất là cái trà nhà thân cây này. Đây, mình sẽ mở một mẫu cho các bạn xem. Mình sẽ lấy từng cái mẫu một. Ví dụ mình có mẫu này này. Đây nha các bạn nha. Đó. Thì các bạn muốn làm nó thân cây nó trà nhám ấy thì các bạn không phải thân nào các bạn làm nó trà nhám thế đâu nhá. Thứ nhất là cây thông ấy, hoặc cái cây nào nó già ấy thì các bạn mới chà nhám được. Như đây mình đang ví dụ cây này nhá, nếu các bạn muốn chà nhám nhá đó, thì các bạn vào lại effect này đấy, các bạn vào thằng round này đó đấy, xong các bạn phóng to ra thôi đúng không, cho các bạn quét vào nó thôi. Thì đây tương tự nó có chế độ này màu đúng không, các bạn ví dụ các bạn chọn ở đây là màu này, các bạn kích vào đây này đó, các bạn kích vào đây đó, các bạn thấy chưa đó. Thì nếu mà các bạn muốn nó chà nhám nữa ấy, thì các bạn nhớ vấn đề các bạn cho thay đổi đây nhá, này nó 0,2 nó sẽ cao nhiều hơn này đó, các bạn thấy chưa. Đấy là tùy mình các bạn nhá, đó định trà nhám thì chỉ thế thôi, nhưng mà các bạn đừng nên lạm dụng nám nó nhiều quá nhá, nám lại đục rất lâu này, để những cái này đục lâu lắm các bạn lại không phải nhanh đâu đó. Thì các bạn đấy, các bạn thì cái định trà nhám thì chỉ vậy thôi. Các bạn chọn một cái chế độ này đúng không, và đây là cái thằng smooth này như thế này đó, các bạn cho cao lên thì độ mịn của nó sẽ cao. Như mình xin nhắc lại là cái lệnh này thì các bạn đừng nên, cái lo này các bạn đừng nên làm nó như thế này nhá, các bạn phải kết hợp nữa. Nếu các bạn muốn nó cần thân cây nó già cần cỗi thì các bạn phải kết hợp với ship A ship S để tỉa tỉa lồi lên cho gân cốt đúng không, đấy thì các bạn không thể làm như này luôn đâu nhá. Đây là lệnh trà nhám, các bạn có thể dùng kết hợp mọi lệnh khác nữa. Ok, cái thứ hai ấy là cắt ghép mẫu này sang mẫu khác. Đây ví dụ nhá, ví dụ giờ mình muốn cắt cái này đi, cái này này đây, cắt cái trên này các bạn nhé, đó cái này chùm này model crop mình cắt bỏ đi ngoài đi được chưa, đó mình cho thẻ sang rồi cho sang bên này đi đó. Ok đây à, ví dụ các bạn muốn cho cái thằng này này nó vào thằng này đúng không, đó đây giả sử mình xóa bớt cái này đi mình vẫn để dây như này thì không có gì mình chỉnh sửa cho nó dễ. À, thử thế các bạn nhá. Em xoay đi này. Đó. Rồi. Mình giả sử nhá, mình cho cái thân này vào đây. Mình xóa bớt này đi. Đó. Mình cho cái tách đồ vật ra. Rồi đó. Thế các bạn lưu ý này,
Đấy, mẫu này của người ta đang sâu 4 phân đúng không? Thì mẫu này của mình có sâu có này cho mấy ly thôi. Cái này sâu 6 ly đúng không? Đấy, ví dụ như mình mà dán cái thằng này vào đây này. Vào đây luôn này. Đấy, thì cái mẫu này của mình nó sẽ bị thấp xuống tận 3 phần 4 cơ. Đấy. Từ cao xuống gỗ lên gỗ xuống thằng này là 3 phần 4 xong rồi mà đến thằng này. Đấy. Thì ví dụ các bạn muốn thằng này này vẫn đục sâu, ví dụ các bạn muốn vẫn muốn đục sâu nó như này nhá. Đấy, vẫn muốn đục sâu như này nhưng mà nó lại cao thành 4 phân đúng không? À, mình cho thằng này 4 phân. Đấy, thì các bạn làm như thế nào? Đó, một cái lỗi này mình có cái bạn hỏi mình nghĩ là nó cũng rất chi là đúng rồi. Các bạn có thể các bạn mới các bạn chưa biết thì mình xin chia sẻ với các bạn. Đó, thì ví dụ này, bạn muốn cái mẫu này này nó sâu và đục sâu như này thôi. Nhưng mà nó lại phải cao thành 4 phân như thế này đúng không? Mình làm như nào? Mình phải nâng chân của thằng lên. Mình đã có một cái bài rồi, các bạn nếu các bạn không để các bạn xem thôi, nhưng mà mình sẽ nói lại. Ok, là thực tế luôn này. Đó. Thì các bạn đầu tiên đấy thì các bạn vào đây, vào body này thằng này này. Các bạn vào mod, các bạn vào thằng lưng độ cao lên. Đó, các bạn cho thằng này thành 4 phân như mình. Các bạn bấm vào. Ok. Đó. Xong các bạn chỗ nào mà các bạn tô màu này được chưa? Đó. Thì ví dụ như những chỗ nào cần cao ấy, chỗ này đúng không các bạn? Thế này về cùng một về màu ấy đi đi. Màu ngọt quá. Đó. Mình cứ để thay được được nữa các bạn nhá. Rồi. Đó, thì mình phải nâng hết những cái chi tiết này lên các bạn nhá. Các bạn nâng hết những chi tiết này lên cho mình này. Rồi. Làm ra giả sử nhá. Đó thì các bạn sẽ phải nâng hết những cái chi tiết này lên này, đúng không? Nâng lên ba cái chân nó lên 3 phần 4 nữa thì nó cộng 6 ly này nữa. Nó sẽ là 4 phân đúng không? Thế thì các bạn vào shift R đúng không? Đó. Thì các bạn chọn thằng uniform đúng không? Các bạn cho 34 vào đây. Đó, thì ở đây ví dụ như thế này thì các bạn sẽ chọn vào lót color nhanh này, đúng không? Không phải màu vàng thì các bạn kích vào màu vàng. Đó, những thằng nào không phải màu vàng thì nó sẽ lên 3 phần 4. Đó, các bạn quét vào đó, được chưa? Đó, các bạn quét này. Đó, các bạn được chưa? Thì đây các bạn có thể chọn vào đây, đúng không? Rồi, hai thằng ống tính này có thể mình xóa đi nhá. Được chưa các bạn? Đó. Thì khi các bạn đấy các bạn thấy chân nó 3 phần 4 chưa? Đó. Vẫn đục sâu 6 ly nhá. Đây mình đang ví dụ thế, vẫn đục sâu 6 ly. Rồi, ok. Đấy, các bạn cho vào đây. Đó các bạn thấy chưa? Thằng này đang là 4 phân. Thằng này 4 phân. Đó thì các bạn dán vào ấy thì là nó sẽ điểm cao nhất của thằng này nó sẽ bằng điểm cao nhất của thằng này. Ok. Các bạn dán vào này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì hai thằng này nó sẽ đục nó sẽ cao bằng nhau. Được chưa các bạn? Đó lúc nãy các bạn thấy mình ví dụ mình này, mình xóa này đúng không? Không đi đó đây là mình giới hạn độ cao rồi không đi đúng không mình xóa nó bị nhâm nhơ này này là do mình chưa lấy cái độ cao này các bạn ạ đây à, các bạn phải lấy lại độ cao này đúng không thì là nó sẽ bị không bị nhầm nhầm như này đó ok đó thì đó là cắt ghép từ file này sang file khác đúng không đó, như thế ví dụ file từ 7 đi sang một phân thì các bạn phải nâng chân thằng của cái thằng file kia 3 ly nữa để thành một phân đúng không để nó hai thằng này độ Z thằng cao như nhau được chưa các bạn đó như thế các bạn nhá rồi cái tiếp theo là các em mẫu này sang mẫu khác đó thì các bạn lưu ý về phần đấy thôi nhớ được độ cao của nó nhá là cách lưng chân cách xuống chân sao cho hợp lý cái lịch ship D này ship D này mình xóa này đi là mình ship D chỗ này đã phải chọn cái khác rồi
Đây, ví dụ mình vẽ một hình chữ nhật này, đúng không? Đây, đó, mình ăn 5 vào. 6 ly. Dễ quá. 8 ly đi. Đó. Rồi, thì các bạn khóa vào này, các bạn bắn shift D này, đúng không? Ví dụ cái này của mình đang mình sẽ cho sâu 1 phân đi. Đó. Các bạn đấy này. 1 phân đúng không? Đó. Khả năng là mình sẽ cắt ra các bạn nhá. Cắt ra làm hình nào ra làm cái model mới ấy. Thì mình nhìn thấy cái độ cao của nó cho chuẩn nữa. Ở đây độ cao của nó cao quá. Đó. Rồi. A 5 vào. Đó, cho mình nhìn nó dễ được chưa? Đấy, Shift D này, được chưa? Ví dụ xong một phân đúng không? Đó. Đấy các bạn thấy chưa? Phân là mình cho toàn phân rưỡi đi. Đó. Đây, đây là mình. Thì các bạn nhìn này. Đó, ví dụ như thế này này. Màu nó sâu hơn rưỡi đúng không? Nhìn cái các bạn nhìn thấy cái đường này nó bị thoát đúng không? Nó vẫn cùng là bây giờ mình sẽ làm một cái là vẫn cùng là sâu hơn rưỡi. Đấy, nhưng mà cái chỉ này của mình nó sẽ nhìn được tròn hơn. Đây các bạn nhìn đây, chỉ nó rất thoát đúng không? Rất xấu. Đúng không? Vì nó bo từ dưới lên mà. Đấy, thì bây giờ vẫn là Shift D này. Đấy, nhưng mình sẽ cho chân, ví dụ mình sẽ cho chân 6 ly đi. Đấy, phân rưỡi là trừ đi phân 6 trừ 6 là còn độ 8 ly đi. Đấy, thành 8 đi. Đó. Các bạn bấm vào đây, nó sẽ khác, được chưa các bạn? Đấy, các bạn thấy nó thoát đỡ thoát hơn nào đúng không? Đó, thì các bạn muốn cho nó đẹp hơn thì các bạn phải nâng chân lên, rồi các bạn phải bo để cái đường này nó đỡ thoát, nó sẽ bo từ trên này lên nó đúng đủ độ vòng của nó, được chưa? Cũng như các bạn có thể là chọn vào thằng Google xem này, được chưa? Cho cao góc này lên, cho xem, được chưa các bạn? Một phân cho chân tận một phân đây, 6 ly đây, được chưa? Đó. Thì các bạn nâng sao cho cái đấy các bạn thấy chưa? Nhìn nó có đỡ thoát hơn đâu đúng không? Nó không thoát hơn đúng không? Mà khi các bạn thấy thằng này nó bè quá ấy, thì các bạn lại phải cho chân giảm xuống đúng chưa? Đấy, 7 này, 9 này được chưa? Đó. Đấy là mình sẽ sử dụng công cụ Shift D để sao cho nó hợp lý các bạn nhá. Thằng các bạn có thể chọn vào thằng Luca xem này để các bạn thay đổi góc này này. Để sao cho nó hợp lý cũng được, được chưa? Còn thằng xem này thì nó mặc định rồi. Nó sẽ bo cho mình, được chưa các bạn? Đó. Thì đấy là cái Shift D. Vẫn cùng là một sâu 1 phân 6. Nhưng mà mình sẽ sử dụng nhiều cách để sao cho cái chỉ này, cái chỉ này của mình này, được chưa? Nó đỡ thoát. Đó. Đó là những kinh nghiệm mà khi mình đi làm ấy, mình thường, chứ mà mình áp dụng vào, cũng như làm máy đồ ở nhà, mình áp dụng vào để sao cho chỉ của người ta là nhìn cho nó hợp lý, nó cũng bị thoát quá, cũng bị nhọn quá, được chưa các bạn? Đó, cái vấn đề này có thể nó rất chi là cơ bản thôi. Đó, rất chi là nhiều người biết rồi, nhưng có thể vẫn một số anh em mà chưa biết. Thế đây mình xin chia sẻ. Đó. Mấy anh chị biết rồi thì đừng có cười em nhé. Đấy, em chỉ chia sẻ cái nó thiết thực thực tế với các bạn thôi. Anh em nào chưa biết thì có thể mình hy vọng nó là một cái kinh nghiệm quý báu cho anh em. Tiếp tục này. Đấy, lỗi kỹ tô màu. Đó. Hôm nọ các bạn hỏi F6 này. Đó. Cái nhất là tô màu mà nếu mà mình ví dụ mình tô ấy mà nó bị lệch nha các bạn nhá. Ví dụ mình tô đường này đúng không? Thì đây là nó đang đúng độ con giả đó. Nếu mà mình tô nó bị lệch độ lệch ra ngoài ấy, mình đã có một bài rồi nhưng mình đây mình xin nói lại. Ví dụ mình tô nó bị lệch ra ngoài ấy thì các bạn phải vào mẫu con giả này, thì các bạn vào auto step này. Đấy, các bạn lấy lại độ vân giải này, các bạn bấm ok này, được chưa? Thì là nó sẽ lấy lại độ vân giải cho mình và mình tô không bị lệch nữa. Được chưa các bạn? Tiếp đó tôi nhìn này lại lâu quá. Được chưa? Để, có đây cái lỗi màu đây mình muốn nói là thế này. Ví dụ các bạn tô nhá. Đây. Đó các bạn tô màu bằng tay này. Bạn tô màu bằng tay. Đấy, ví dụ các bạn tô màu thằng này nhá, đúng không? Thì các bạn phải tô tuần tự nhá. Đấy, ví dụ tô chỗ này thì các bạn phải tô, ví dụ tô một trong trước này đúng không? Đó.
là các bạn mới tô đến thằng này thì các bạn không thể kích ngay thằng này luôn được, được chưa? Đấy, các bạn phải tô tuần tự. Đây, được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Các bạn phải tô, nhớ nhá, phải tô tuần tự, không được đâu cũng được tô cái nào trước cái nào sau. Đấy, các bạn cứ tuân thủ đúng nguyên tắc thì các bạn cách làm nó hết. Xin ra này. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, tô đúng tuần tự. Đấy, có nhiều bạn cứ tô nhanh quá, tô không đúng theo cái lớp chỉ đường mình vẽ, dẫn đến là bị lỗi màu. Đây, đúng không? Các bạn cứ tô tuần tự thì các được hết, không có cái gì cả. Đó, các bạn thấy chưa? Mình tô tuần tự, đấy, không bị trùng màu các bạn vào đây, pha màu đúng không? Đó, đấy là tô màu bằng tay. Đây, được chưa? Đó. Đấy, mình sẽ tô tuần tự được chưa? Đấy, còn ví dụ nhá. Đây là ví dụ này. Ví dụ các bạn muốn tô chỗ này nhá. Còn đây ví dụ các bạn muốn tô chỗ này này. Tô đầu chỗ này nhá. Thì các bạn vẫn phải tô vào thằng này để nó kín cho nó kín đường. Sau các bạn mới thế này. Sau các bạn mới switch vào đây. Thì các bạn đến này, cái dây này của mình nó đã chuyển sang cái màu màu như màu tím như thế này đúng không? Tím nhẹ như thế này. Đó, thì mình lại phải trả lại cho nó. Đó các bạn thấy chưa? Thì mới đầu các bạn vẫn phải kích vào đường này này thì là mình tô được vòng trong. Nhưng khi tô xong rồi các bạn phải trả lại dây cho nó màu ban đầu đúng chưa? Thì nó mới không bị lỗi màu. Đó các bạn thấy chưa? Còn không ấy là nó sẽ bị lỗi này. Ví dụ các bạn đây nhá. Giả sử này được chưa? Các bạn shift R này đúng không? Các bạn cho 4 phân vào đây. Ôi chết rồi, mình ấy rồi. Mình bấm nhầm rồi. Đây. Đúng không? Đó, các bạn shift R này. Đúng không? Các bạn tập vào đây. Đó, thì các bạn đến này. Các bạn có thể thấy khi mà mình đánh xong nó có những cái G cao này. Đó, đấy các bạn thấy chưa? Cái G cao này. Đó, đây là cái G, chính là cái G cao này. Đó, đây các bạn có để cái G cao này không? Đó, nó răng cưa ấy. Đấy là cái lỗi màu mà mình, chính bản thân mình cũng hay rất chi là nhiều lần mắc phải này. Đó. Đấy là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn phải tô đúng. Đấy, các bạn màu này. Các bạn sẽ trả lại màu cho nó được chưa? Các bạn shift R này thì không bao giờ nó bị luôn. Đây. Đó các bạn thấy chưa? Nhìn chỗ này của bạn là không bao giờ bị này. Đó, các bạn có thấy răng cưa được không? Không bao giờ có đúng không? Đó, sẽ nguyên chỗ này thôi. Đó là khi các bạn đấy, các bạn tô màu bằng tay. Còn nếu mà các bạn tô màu tự động ấy thì tự nhiên nó sẽ ok cho các bạn rồi. Đó, được chưa các bạn? Đó, đấy là cái kinh nghiệm tô màu bằng tay. Là các bạn phải khi các bạn mượn tạm dây của nó để mình khóa đường vào để mình cho màu kín ấy thì xong các bạn phải trả lại cho nó ngay. Được chưa các bạn? Ok. Tiếp theo này. Đấy, lỗi tô màu là như thế các bạn ạ. Còn giới hạn độ cao của mẫu thì giới hạn độ cao thì mình đã chia sẻ các bạn rồi. Mình sẽ quay lại mẫu này để nói về giới hạn độ cao cho dễ này. Đây. Đúng không? Đấy, giả sử này. Đây nhá, mình cứ tô màu á để mình lấy. Mình muốn cho cái thân này nó cao hơn đúng không? Hoặc là mình muốn cho cái lá này nó cao hơn đi. Đây. Lá này các bạn nhá. Đây này, ví dụ như thế này thì các bạn làm thế nào để các bạn tách hai thằng màu ra. Ví dụ mình muốn màu khác đi. Đấy, thì các bạn phải cho màu khác này. Các bạn shift Z này, các bạn kích vào đây, được chưa? Thì mới được nha các bạn nhá. Thì cho hai thằng này cùng màu đúng không? Ví dụ bây giờ mình muốn kéo cái màu này lên này, cái lá này lên này. Mình shift Q đúng không? Đó, thì các bạn cứ shift Q thôi. Đấy, thì trước khi shift Q thì các bạn về như thế này. Các bạn phải đặt cái độ cao của nó cho nó cái độ cao ấy. Ví dụ miếng này mình sâu 6 ly đúng không? Đây. Đó, thì các bạn phải vào operator trước này. Các bạn đặt này lên 6 ly này, được chưa? Đó. Thì khi các bạn kéo này, các bạn muốn kéo lên bao nhiêu thì lên nó chỉ được kịch cùng 5 6 ly thôi, được chưa? Không bao giờ hơn được. Đó.
Nếu mà nhiều lúc vô tình ấy, các bạn không giới hạn ấy, các bạn lại kéo qua 6 ly cái thì nó đục lên ấy, là những chỗ điểm của mình cao này, cuối cùng nó vẫn không được được cao, vẫn là thấp. Đó, đấy các bạn, một cái vấn đề này mình nghĩ là nhiều bạn cũng mắc phải rồi, chắc chắn luôn đấy, nhiều bạn mắc phải, mình cũng đã từng mắc phải rồi. Đấy, ví dụ các bạn này, đấy, các bạn kéo này lên cao cái các bạn biết ngay đúng không? Đó. Đó, đấy là cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là nó là xương máu về để cho các bạn có thể là trong quá trình nào các bạn vận dụng vào. Đấy, các bạn muốn kéo bao nhiêu thì kéo, nó chỉ được lên phép lên 6 ly thôi được chưa? Nó sẽ dừng. Đấy, đấy là những cái mà mình thấy là khi các bạn làm cắt ghép ấy, một cái vẹo thế là các bạn hay gặp phải. Thì mình cái buổi hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn như vậy. Có thể đó là những cái lời mình chia sẻ để nhiều cái nó vẫn còn chưa được chỉnh chu này, chưa được chu đáo lắm, thì mong các bạn thông cảm. Đó là những cái gì nó trong tận tận trong tâm mình ấy, mình thực sự là nói hơi kém, mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì mong là anh em có thể là thêm những kiến thức những hành trang khi bước vào trên con đường CNC này đó, xem mình xem có cái gì nữa không. Rồi thì các bạn còn cái vấn đề gì mà liên quan đến GDP này, thì các bạn có thể là đặt câu hỏi này comment ở bên dưới, thì mình sẽ tổng hợp lại những cái gì nó cơ bản thiết thực nhất cho anh em, thì mình sẽ nói để cho anh em có thể hiểu. Ok, thì có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Thì nếu mà các bạn thấy cái video này hay thì có thể là cho mình xin một like này, chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè cũng biết đó, và đăng ký kênh và bấm mình vào chuông ấy để khi mình làm những video mới các bạn sẽ nhận được. Một lần nữa là xin cảm ơn chân thành các bạn đã lắng nghe những gì mình nói, đã xem video này của mình. Xin chào tất cả các bạn.